Đây, nó lại hai con. Một con này là chết nè, con này chạm này, con này lỗi nè. Đó. Rồi bây giờ thấy là hiện tại nó đang vô cái ổ test ha, chúng ta sẽ vô đó là ổ test. Giờ chọn dòng thứ hai. Đến đây thì các bạn nếu mà nhớ lệnh thì chúng ta gõ luôn CD GTX 1050 gạch 3GB ha. Đối với laptop là sử dụng 3GB. Rồi đến đây các bạn gõ lệnh NV66 này. Đó. Này nó truy cập nhận được cạc ở đây. Đây các bạn thấy đây, như thế này là nó đã ok ha. Tuy nhiên là lúc đầu á, là lúc tôi làm đầu tiên nó là lỗi B1, sau đó thay đổi là nó phát sinh thêm con A1 nữa. Rồi sau khi mà tôi thay hai con chip RAM vô thì nó đã hết báo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô Windows luôn. Rồi tôi sẽ vô Windows luôn ha. Đây là Power Up. Power Up. Rồi chúng ta tắt cái ổ cứng đi. Rồi khởi động lên, chọn lại phân vùng UFI là được. Bởi vì hệ điều hành của khách là chữ GPT. Rồi, view manager. Rồi, test power up GPUZ luôn. Đây, nhận được card đó là 1050 Nvidia, không có dấu chấm than. Và test power up GPUZ thì nó báo được rồi nè các bạn. Đây lúc đầu nó không nhận được cái ID này. Và cái phiên bản của BIOS đó, bây giờ nó nhận rồi này. Đó, vì chỉ cần RAM nó lỗi nó sẽ khóa đi cái phiên bản BIOS, nó không hiện được. Và đây là cái ID đối với dòng laptop là 1C91 là các bạn tìm không ra được ha. Thường cạn nó là 1C83 80 81. Rồi cái này là 91 là các bạn tìm không ra được. Rồi đây là nó đầy đủ là xung và tốc độ của nó hết ha. Rồi, ok, vậy là kết thúc quá trình mà chúng ta test và sửa cái Vega laptop bị chấm than là như vậy thôi. Rồi, đây là máy Lenovo ha, gaming. Rồi, xin chúc mừng chủ máy nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.